Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì theo chân Minh Hải TV các bạn, lâu quá rồi mới gặp lại thằng em. Hôm nay thì mình sẽ quay xe cuốc của Hải Múc nha. Chiếc này chiếc Hitachi các bạn. Lâu quá rồi mới gặp lại Minh Hải. Đang múc nha. Giờ đi chiếc Hitachi các bạn. AX120. Chiều này hơi ngược nắng nha các bạn. Bên kia có một chiếc nữa nghe, cũng Hitachi nữa nha các bạn. Chiếc này múc đất cho 03 bang nha. Anh 03 anh đưa cái cặn bên đây nè. Chiếc này cũng lẹ lắm các bạn. Đang múc bờ kè nha. Lâu quá rồi Minh Hải mới xuất hiện nha các bạn. Rồi chúc mấy anh em làm nghề xe cuốc thì nhận được nhiều kèo thơm nha. Trời ơi. Bên kia một chiếc, bên đây một chiếc. Bên kia bỏ qua lộ các bạn. Quá bé cái dừa này luôn á. Cứng quá. Anh không, anh Hitachi bên kia anh quơ quá trời luôn kìa. Kia bỏ qua lộ nha các bạn. Xe quay đầu lại luôn. Ba cái ao này khá là bự nha. Cặp vô canh bên kia anh cũng lẹ lắm nha các bạn. Chiếc này thì cũng khá là lẹ nha.
lâu quá mới gặp lại thằng em nha các bạn. Bên kia cũng Hitachi, bên đây cũng Hitachi nha các bạn. Để mình xem bên kia anh AX là gì đây. Chiếc này là chiếc AX120 nha. Đây, tài xế bên kia đây. Mình cũng múc lia chia cho các bạn. Khá là lanh nè. Bỏ qua lộ nha. Bên kia bỏ qua lộ có 03 ban các bạn. Anh 03 anh nằm ở trên nha. Kia đang bỏ qua lộ nha.